Xin chào các bạn, anh đang quay feedback nhanh của bạn Ngọc Nhanh điều trị mụn trứng cá nha, cho chúng ta thấy nhé. Bạn này thì có mua trọn bộ thẩm An An dòng hạt tóc này. An An kéo xuống cho nhanh nhé. Ok. Xong kéo được ta. À, đây. À, thảo mộc xài đã thích lắm ạ. Là cái rửa các bạn. Thì ngày 13 tháng 4 này. À, em sử dụng được 3 tuần rồi, chị nhìn ra này, bong ra nhiều, sẹo rộ cũng bớt luôn. Thì các bạn ơi, khi mà bong ra thì sẹo rộ cũng sẽ giảm rất là nhiều cho chúng ta ha. À, còn đang bong nhiều lắm, em xài chưa được nửa chai mà thấy hiệu quả rồi. Mụn thủy nổi lên nhiều nhưng khô và chóc nên theo da luôn, do mụn nổi lên nhiều nên thâm vẫn chưa hết. Các bạn ơi, với bạn Ngọc Nhanh này thì chưa có cách thức điều trị đâu, chúng ta phải bôi thiếp ha, để cho da của mình nó đẹp. À, ok ha. À, em định sử dụng hết tại về quê rồi nên em cho da đừng bong nữa, được không chị? Được, em thì với bạn Ngọc Nhanh này do bạn về quê á các bạn, cho nên là bạn chưa bôi để cho da. Ok các bạn. Đây là feedback của bạn Ngọc Nhanh nha. Bạn nào muốn điều trị thì chúng ta điều trị mụn trứng cá độ hiệu quả như khách hàng là feedback đó, thì các bạn nên sử dụng để có thể đẹp trước Tết nhé.